Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Anh chị em có vui không? Ai là người muốn hội thánh của Ngài tại đây? 1000 người giơ tay tôi xem nào. Yeah, 1000 người không phải là khó. Trước đây tôi rất là khó tin, nhưng càng về sau tôi càng tin. Vì những cái ghế trống đằng sau kia đó là sự thách thức chúng ta. Nó không phải là sự đe dọa, mà nó là sự thách thức. Amen, amen. Ai đã từng một lần trong đời ăn mì ăn liền, giơ tay tôi xem nào. Yeah. Sau đại chiến thế giới lần thứ hai tại Nhật Bản, sau khi Nhật Hoàng đầu hàng vô điều kiện, khi hai quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki, cả nước Nhật Bản không phải chỉ vỡ toàn bộ về kinh tế, công nghiệp, mà còn vỡ cả khủng hoảng niềm tin nữa. Họ tưởng như không thể vực nổi. Và lúc này, Mỹ và phương Tây đang mang bột mì đến viện trợ cho Nhật Bản để sống sót. Người Nhật Bản không còn gạo để mà ăn. Hay là nghe người châu Á chúng ta thích ăn gạo lắm. Và bây giờ họ toàn ăn bột mì. Ăn bột mì đến mức độ phát ớn. Tôi đã từng phải ăn bột mì thời kỳ bao cấp. Không biết phải làm sao. Thèm gạo mà gạo thì không có. Người Nhật Bản họ nhìn thấy bột mì, toàn thấy bánh mì ăn kiểu phương Tây, người châu Á không chịu nổi. Dường như người Nhật Bản và người Việt Nam có hai cái dạ dày. Một cái dạ dày dành cho bột mì, ăn bao nhiêu cũng không thấy no, cứ phải ăn cơm nó mới no cơ. Thành ra cuối cùng họ chịu không nổi. Và có một người khi nhìn thấy hoàn cảnh mì đã đo, đã biến cái bột mì và bánh mì đó thành một loại mì mà người Nhật Bản rất thích ăn mì và cơm. Họ đã biến cái bột mì đó thành mì ăn liền, để mà không phải ăn bánh mì mà trở thành mì sợi và mì ăn liền, có nước húp 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 húp. Cho nên bây giờ mới chúng ta mới có mì ăn liền. Qua câu chuyện đó cho chúng ta nhìn thấy một điều gì? Khủng hoảng nó không phải là khủng hoảng, mà khủng hoảng nó là cơ hội. Amen. Cái tòa nhà này có 300 người. Trước đây 300 người một năm trước. Bỗng nhiên một điều gì đó khiến cho mục sư Valera, ông phá cái tòa nhà này, thành ra 900 người. Và chúng ta thấy rồi, Chúa ơi, phấn đấu 300 người chưa xong, bây giờ nó thành ra lại gấp 3 lần nữa, 900 người. Bạn nói rằng khủng hoảng rồi, phòng rộng quá, thấy bị loáng. Không, nó là một sự thách thức. Amen. Khó khăn nó sẽ là tai họa cho ai đó không có Ngài, nhưng khó khăn nó là cơ hội cho tôi và bạn, để bạn bước xa hơn. Amen. Mỗi một lần đến đây làm việc trong tuần, tôi nhìn thấy căn phòng rộng như vậy. Tôi thường xuyên đứng trước cái bục giảng này và nhìn thấy căn phòng rộng và nói với nó rằng: trong danh Chúa Jesus Christ, mày không dọa được. Amen. Amen. Ai đã một lần nhìn thấy cây cảnh bonsai, giơ tay tôi xem nào. Nhà của bạn đã từng có mấy ông bán hoa, tôi biết rồi. Cây cảnh người ta hay có những cây mấy tỷ ở Việt Nam cơ. Bạn có biết nguồn gốc của cây bonsai nó từ đâu ra không? Nó đến bởi gốc của nó là những cây đại cổ thụ. Mà tiềm năng của cây cổ thụ đó có thể cao đến 100 mét. Rộng 80 người ôm xung quanh gốc cây mà chưa nổi. Tiềm năng của nó như vậy đó. Thế mà tại sao bonsai ơi, mày lại nhỏ thế này mà được đặt trong nhà? Tiềm năng của mày bị mất ở chỗ nào? Câu trả lời: bởi vì người buôn cây cảnh đã cắt rễ của cây cổ thụ khi nó còn nhỏ. Tỉa rễ, không phải tỉa cành nhá, tỉa rễ. Hạn chế rễ của cây cổ thụ thì cây cổ thụ đó nó trở thành cây cảnh. Hỡi con cái của Chúa ngồi tại đây, đừng để cho tiềm năng của bạn thành cây cảnh. Amen. Bạn cần phải đương đầu với sóng gió, bạn cần phải đương đầu với bão táp. Hỡi những con người nghe bài giảng ngày hôm nay, mặc dù bạn không có mặt tại đây, Chúa ban cho bạn sức mạnh từ bên trong của bạn, mà bởi sức mạnh đó Chúa đã sống lại từ cõi chết. Và tiềm năng đó giúp cho tôi và bạn trở thành cây cổ thụ, chứ không phải là cây cảnh. Amen. Thay ra tôi và bạn đừng bao giờ kiểm soát rễ của một ai đó. Hãy để cho rễ của họ đâm sâu vào lời của Ngài. Đừng cắt rễ của họ.
hãy tỉa cành cho nó ra trái nhiều hơn. Còn rễ của họ cần phải giúp cho rễ đó đâm sâu vào Ngài, lan rộng trong Ngài. Amen. Quay sang nhìn vào cây cổ thụ ngồi bên cạnh và nói với người đó rằng bạn được quyền lựa chọn là cây cổ thụ hay là cây bonsai. Nếu như bạn để cho người ta tỉa rễ, bạn sẽ làm sai. Và khi bạn làm sai trở thành bonsai thì dễ vô cùng. Amen. Amen anh chị em. Hallelujah. Hỡi những cây đại cổ thụ thuộc linh, hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Amen. Bởi vậy cho nên đừng bao giờ sợ bão, đừng bao giờ sợ gió. Người ta nói rằng có thể vì cây bonsai không đủ sức cho nên không ai dám đưa ra giữa rừng. Nó chỉ cần một cơn bão có thể làm cho nó gãy cây rồi. Bạn ơi, có thể là đúng, nhưng nó có thể là sai. Nó sai ở chỗ có thể thiếu nắng, có thể thiếu mưa, có thể thiếu sự thử thách. Cho nên con chim đại bàng đó nó bị nhốt ở trong vườn bách thú ở công viên Thủ Lệ. Một cô giáo nói với học trò vẽ chim đại bàng. Thằng bé nó về nhà vẽ chim đại bàng. Mẹ nó thấy nó hí hoáy ngồi ở trên bàn vẽ, hỏi nó: con làm cái gì đây? Con vẽ con gì đây? Con vẽ con gà trống bị mưa ướt à? Nó bảo: không mama, đây là con đại bàng. Mẹ nó bảo: đại bàng gì mà thế này? Và hỏi nó: con nhìn thấy loài đại bàng thế này là khi nào? Nó bảo: mẹ ơi, ở trong công viên Thủ Lệ. Mẹ nó hiểu, ở trong đó nó nhìn thấy con chim đại bàng công viên Thủ Lệ đậu trên cành cây kiểu thế này này. Nó về vẽ con chim đại bàng y như vậy. Không, chim đại bàng ở công viên Thủ Lệ nó được người ta nuôi, nó được người ta nuôi để mà lấy vé của trẻ con. Con đại bàng thật của tôi và bạn mà Chúa tạo dựng ra đại bàng không phải để cho kiếm tiền của trẻ con, mà nó xài rộng đôi cánh của mình bay bầu trời tự do. Nó phải tự kiếm mồi, nó phải tự sống, nó phải tự đối diện với bão tố, cho nên nó mới là đại bàng. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Chúng ta không sợ. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em một đề tài mà dường như đề tài này cực kỳ quan trọng. Nếu thiếu nó, bạn không thể chiến thắng được. Có thể tồn tại mà không có chiến thắng. Lắng nghe này. Đề tài này giúp cho bạn chỉ có chiến thắng mà thôi. Nếu không có điều mà bạn nghe ngày hôm nay, bạn có thể vẫn là con cái Đức Chúa Trời. Nhưng con cái Đức Chúa Trời sống trong sự tồn tại, lắng nghe, sống đắc thắng khác với sống tồn tại. Sống đắc thắng khác với sống tồn tại. Sống đắc thắng khác với sống tồn tại. Một cây không bao giờ trổ hoa, nó vẫn là cây, nhưng nó không bao giờ ra hoa được, bởi vì nó đang tồn tại để mà có thể sống sót. Còn cây mà bung hoa theo mùa, theo thời kỳ, nó là cuộc sống đắc thắng. Bạn được quyền lựa chọn. Bạn được quyền lựa chọn sống trong Chúa đắc thắng hay sống trong Chúa tồn tại ngáp ngoài, phụ thuộc vào lời mà bạn nghe ngày hôm nay. Chủ đề của nó là sự thờ lạy thật. Chủ đề của nó là sự thờ lạy thật. Sự thờ lạy thật. Sự thờ lạy thật. Sách Giăng đoạn 4 câu 20 đến câu 24. Đây là câu chuyện đối thoại giữa Chúa Giêsu với người đàn bà Samari. Khi mà Chúa đến gặp gỡ người đàn bà Samari đó, họ tương giao trò chuyện với nhau. Trong mạch trò chuyện, người đàn bà Samari hỏi Chúa Giêsu một câu hỏi cực kỳ quan trọng. Tổ phụ của chúng tôi đã thờ lạy trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lạy là tại thành Jerusalem. Chúa Giêsu phán rằng: hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến khi các ngươi thờ lạy Cha chẳng phải tại núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Tiếp theo: các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến.
Quay trở lại câu 20. Các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lạy trên núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng đáng thờ lạy là tại thành Giê-ru-sa-lem. Chúa nói, các ngươi thờ lạy điều các ngươi không biết. Chúa không nói người Samari thờ lạy điều họ không biết, mà Ngài nói cả người Do Thái nữa. Câu hỏi người đàn bà này, thờ lạy Chúa ở đâu? Việt Nam thường nói với nhau, bà ơi bà, chùa này thiêng lắm. Tôi dẫn bà tới một cái nơi này thiêng lắm. Đền thờ bà chú họ thiêng lắm. Có một cậu là một con nghiện chơi số đề, ngồi uống nước chè ở quán cóc nọ. Quán cóc đó đối diện với ngã tư. Một tai nạn ô tô xảy ra, một người lái xe Honda bị ô tô tải đâm. Xe văng ra, cô ta bị ngã xuống, vỡ đầu đập xuống nền nền xi măng và óc phọt ra. Máu và óc phọt ra che mất cái biển số xe, chỉ còn lại hai số cuối. Con nghiện chơi số đề lấy đúng hai số cuối cùng đó, đánh số đề trúng. Cậu ta đang mang đồ tới cúng lễ cô mà bị chết ô tô đâm nữa. Và bắt đầu từ những tháng sau, người ta xếp hàng để cúng lễ ở cái nơi đó. Ma quỷ nó luôn luôn lừa con người đến thờ lạy chỗ nào thiêng. Và Chúa nói, không còn, bây giờ không còn thờ ở đâu nữa, mà thờ như thế nào mới là quan trọng. Mọi người hiểu không? Chúa trả lời cho người đàn bà này, bà ta nói rằng thờ ở đâu? Thờ lạy Đức Chúa Trời ở đâu để cho nó có thiêng? Ở núi này của dân chúng tôi, hay là về Jerusalem, dân Do Thái? Người đàn bà này không phải người Do Thái, mà là người Samari. Chúa nói rằng, đến giờ không còn thờ lạy ở đây hay ở kia nữa, mà thờ lạy như thế nào mới là quan trọng. Amen. Sẽ có một lúc vợ của bạn sẽ hỏi bạn rằng, anh ơi, cái vấn đề không phải tặng quà gì, mà vấn đề với động cơ nào anh tặng quà cho em mới là điều quan trọng. Amen. Anh có thể tặng cho em một tòa nhà lâu đài thật đẹp, nhưng mà tim của anh đã thuộc về người đàn bà khác rồi thì nó vô nghĩa. Anh có thể tặng cho em một trái tim bằng giấy do anh vẽ ra, nhưng lồng vào trái tim giấy đó là cả trái tim bằng thịt của anh trao cho em, cái đó em vui. Mọi người hiểu không? Thì vấn đề không phải ở đâu, mà vấn đề thờ lạy Chúa như thế nào mới là điều quan trọng. Sự thờ lạy, hãy nhắc lại cùng tôi từ thờ lạy. Hallelujah. Tiếp theo câu số 22 trở đi nào. Các người thờ lạy sự các người không biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến, đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật. Tiếng Việt mình dịch từ thờ lạy với thờ phượng hai từ khác nhau, nhưng sự thật nó chỉ có một gốc từ giống nhau thôi. Mà thờ lạy đúng hơn là thờ phượng. Nhưng giờ hầu đến, đã đến rồi, khi những kẻ thờ lạy thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy Cha, ấy đó là những kẻ thờ lạy mà Cha ưa thích. Wow. Như vậy chúng ta ước ao được Chúa yêu thích. Chúng ta không phải chỉ tin Ngài, mà còn mong muốn được Ngài yêu chúng ta nữa. Ngài, một bản dịch kinh thánh khác nói rằng là những kẻ thờ lạy thật thì Ngài tìm kiếm những người đó. Anh chị em đã một lần nào yêu trong đời giơ tay tôi xem nào. Sao mà ít người giơ thế? Ok, những người mà không giơ tôi hỏi lại, ai đã chưa một lần nào yêu giơ tay tôi xem nào. Bây giờ là không giơ. Bây giờ ai là người đã từng yêu một lần giơ tay tôi xem nào. Ok, bây giờ có một số người giơ kiểu này nữa. Cha che này, giơ cái này, cha che này, xấu hổ. Bạn ơi, nếu bạn đã để cho cô ấy lọt vào mắt xanh của bạn nhá, cuộc đời của bạn hoàn toàn thay đổi. Bạn đánh răng sạch hơn, bạn gội đầu tỉ mỉ hơn, bạn nhiều lần đứng trước gương hơn, bạn xoay trước xoay sau ngắm vuốt, bạn điệu hơn, bạn ngủ ít hơn, bạn làm thơ nhiều hơn. Mọi người hiểu không? Người bạn thơm hơn. Cái giá trị của bạn bị đảo lộn khi bạn yêu. Trước khi bạn chưa yêu, bạn trễ nải hơn,
người luộm thuộm hơn, bẩn thỉu hơn, người trông nó cả dạng hơn. Nhưng khi bạn yêu rồi, bỗng nhiên mắt của bạn thay đổi, thế giới quan thay đổi và nhân sinh quan trong bạn cũng thay đổi. Bạn thấy nhiều người đáng yêu hơn, bạn thấy mặt bạn trong gương đáng yêu hơn. Bởi vậy cho nên nếu như bạn còn buồn giàu mặc dù là con cái Chúa, thì câu trả lời bạn cần phải thay đổi sự thờ lạy với Đức Chúa Trời. Nếu như bạn yêu Chúa và lại được Chúa yêu nhá. Anh chị em tưởng tượng có một cô luôn luôn sợ ế chồng. Nó không phải ở Berlin, ở đâu xa bên Nga cả. Ở Berlin này không có ai ế chồng ế vợ hết ạ. Chúng ta là toàn là những người mà xịn, mà toàn những người mà được lựa chọn. Amen. Năm 27 tuổi của tôi, cả hội thánh nói là tôi ế vợ. Tôi soi gương và nói rằng tôi đã có vợ rồi, chưa thấy ở đâu, chắc chắn vợ tôi đã được sinh ra rồi. Chứ chưa được sinh ra tôi phải đợi đến bao giờ nữa. Chỉ có cái nàng đang ở chỗ nào thôi, tôi chưa nhìn thấy. Ở bên Nga có một cô nằm trong danh sách đèn đỏ của ế chồng. Cô ấy có ngoại hình không cần phải tả. Và bỗng nhiên cái ngày đó được yêu, wow, khác hẳn. Đến hồi thấy sớm, ăn mặc kiểu khác, cười tươi, bởi vì hắn đã được yêu. Có nhiều người không hiểu vì sao tôi nhìn người đó, tôi biết đã được yêu rồi. Trước đó cô mới đến hội thánh, tôi đến làm chứng cho cô đó, cô đến hội thánh để giúp đỡ. Tôi tưởng là có hai con rồi, tóc dính 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 như vậy. Vì cô là người mà nấu ăn trong cái quán, cô đến hội thánh là mùi thức ăn trước cách đó 3 mét còn được thấy mùi nữa, thấy tội nghiệp lắm. Nhưng khi đã được yêu rồi, bỗng nhiên công chúa. Amen. Bạn hãy bước vào mối quan hệ này, Chúa mà đi tìm bạn và yêu bạn thì chắc chắn cuộc đời bạn sẽ thay đổi. Cách nào? Hãy bước vào trong mối quan hệ đó. Chúa yêu bạn đấy, nhưng bạn có nhận được tình yêu đó hay không là phụ thuộc vào bạn. Người cha vẫn yêu thằng con trai hoang đàng, nhưng nó không nhận được tình yêu đó bởi vì nó bỏ nhà đi rồi. Bạn ơi, Chúa luôn luôn yêu bạn, nhưng bạn sẽ không cảm nhận được tình yêu của Ngài cho tới khi bạn bước vào tình yêu đó. Amen. Rộng lòng ra bao nhiêu thì bạn sẽ nhận được tình yêu của Ngài bấy nhiêu. Qua sự thờ lạy, qua sự thờ lạy. Amen. Hallelujah. Lời Chúa nói rằng những kẻ thờ lạy thật phải lấy tâm thân và lẽ thật mà thờ lạy. Anh chị em nhớ câu chuyện Chúa Giêsu vào trong nhà của người Pharisee Simon đang ngồi như vậy, bỗng nhiên một người đàn bà chạy ra sau lưng Ngài, quỳ gối khóc, nước mắt chảy xuống dưới chân. Bà đổ dầu thơm lên chân của Chúa, lấy tóc lau chân và hôn chân Ngài. Bà cứ khóc làm như vậy, Chúa nói mọi người im lặng để cho bà làm. Simon Pharisee ngồi đó suy nghĩ rằng, ủa cái ông này là tiên tri của Đức Chúa Trời, không biết người đàn bà xấu nết này sao mà để cho bà sờ vào người của ông như vậy. Bà không sờ vào người Chúa, nhưng bà sờ vào chân Chúa và hôn chân Ngài. Chúa nói hãy để cho người đàn bà đó làm, vì bà này được tha tội nhiều, yêu ta nhiều. Lắng nghe này, Chúa để cho cả một nhóm người lớn đó ngồi im lặng đợi cho người đàn bà khóc. Có thể tim của những con người đó ngừng thở, chỉ nghe tiếng sụt sùi khóc của người đàn bà đó thôi. Mà đàn bà mà khóc cho đến khi ngừng đó, bạn biết mất bao nhiêu phút không? Không phải là 5 phút đâu. Một bát mì ăn liền đó, ăn nhanh lắm. Còn đàn bà mà khóc đó không dưới một tiếng, buổi nhóm dường như dừng lại để cho người đàn bà này khóc. Vì sao? Vì sao Ngài lại bắt cả buổi nhóm dừng lại chỉ vì hành động của người đàn bà này? Câu trả lời sẽ được giải thích như sau. Hãy nhắc lại cùng tôi từ thờ lạy. Thờ lạy tiếng Hebrew có nghĩa là cúi rạp mình, gục đầu, sấp mặt, thờ lạy trong sự tôn kính. Đó là hành động của những thầy tế lễ thượng phẩm khi vào nơi chí thánh, sấp mình xuống đất, rạp mình, thờ lạy trong sự cung kính. Đó là tiếng Hy Lạp, tiếng Hebrew. Còn tiếng Hy Lạp, sự thờ lạy có nghĩa là hôn và hướng về, hướng về, hôn và hướng về người đó. Mọi người hiểu không?
Thọ lạy trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là hôn và hướng về người đó. Hôn và hướng về người đó. Cái đó là hành động của sự thọ lạy. Người đàn bà xấu nét đó đã hôn chân ngài và hướng về ngài. Đó là hành động của sự thọ lạy. Và khi thọ lạy đó, Chúa bắt cả tầng trời phải im lặng, chứ không phải buổi nhóm ở trong phòng nhà của Simon đâu. Cả thế giới vô hình và hữu hình phải dừng lại. Trái đất ngừng quay, chim ngừng bay, gió ngừng thổi để cho hai người hôn nhau. Biết bài hát đó chưa? Cao cao bên cửa sổ có hai người yêu nhau. Người đàn bà đó đã thờ lạy ngài. Mary Magdalene đã thờ lạy Chúa, mà ngài phải hiện ra trong ngày quan trọng để nói rằng Mary ta đây. Bởi vậy cho nên thờ lạy đó là điều cực kỳ quan trọng. Amen. Amen anh chị em. Ở trong cái moment thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vào nơi chí thánh thờ lạy Chúa đó, không nói câu nào hết á. Vừa rồi mục sư William Hinn có giải thích một chút về sự thờ lạy. Thờ lạy là cái đỉnh điểm của hai người trở nên một. Thờ lạy là đỉnh điểm của chúng ta khi thờ lạy bằng tâm thần và lẽ thật, là làm một với Đức Chúa Trời. Và làm một đó là sự mầu nhiệm trong mối quan hệ vợ chồng. Chúa nói rằng Chúa Giêsu với Hội Thánh giống như vợ và chồng vậy, cả hai mà trở nên một thịt. Cái lúc một thịt đó, người ta không nói chuyện nhiều giữa vợ và chồng. Người nam và nữ ăn nằm với nhau, sinh hoạt tình dục. Và lúc thời điểm mà cực kỳ sung sướng đó là lúc hai cơ thể, hai linh hồn hiệp lại làm một. Cái đó gọi là thời điểm cực kỳ quan trọng. Và nó giống như là thời điểm của sự thờ lạy như vậy. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Cho nên trong hôn nhân, đời sống tình dục rất là quan trọng. Nó không phải là chỉ là cái để giải quyết sinh lý đâu, mà nó là một hành động của sự trao thác của đời của anh cho em, của em cho anh. Nó dạng như là một sự trao đổi trong giao ước quan trọng vậy. Amen anh chị em. Sự thờ lạy vô cùng là quan trọng. Hôn và hướng về. Sự thờ lạy thật. Tiếp theo, câu số 24, câu quan trọng. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. Hay nói một cách khác, từ thần này trong tiếng Hy Lạp nó dịch chung với từ linh. Vì Đức Chúa Trời là thần hay Đức Chúa Trời là linh, cho nên ai thờ lạy ngài phải có thần như vậy, phải có linh như vậy thì mới thờ lạy được. Ai đã từng một lần xem VTV4 giơ tay tôi xem nào. Dạ, cũng khá nhiều người. Tôi đố bạn mua TV ở ngoài kia bật lên bắt được VTV4 đấy. Để bắt được VTV4 từ cách xa chúng ta 10.000 km, bạn bắt buộc phải có hai điều quan trọng. Một là parabol, anten. Cái anten chảo của bạn. Hai là TV tốt. Tôi nhớ cái thời kỳ sinh viên tại Nga năm 88-89, xem cái TV đèn trắng nhập ra đập đi bùm một phát, nó đã trở lại bình thường. Rồi xem được 15 phút lại nhập đập bùm một phát. Sau đó người ta nói rằng thiếu anten. Mà anten không phải hai dâu đâu, mà phải anten nối từ trần xuống thì mới xem được. Và chúng tôi đã trả tiền và nối được anten trần vào, xem rất là rõ. Bởi vậy cho nên TV có chưa đủ, mà bạn cần phải anten. Đức Chúa Trời là thần, cho nên bạn không thể lấy vật lý thân thể của bạn để mà đo được Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là thần, bạn không thể lấy cái giỏ của bạn thay anten parabol được. Mặc dù nó giống như parabol, bạn không thể lấy cái vung nhà bạn để bắt VTV4 được. Amen. Chúa nói vì Ngài là thần, cho nên chỉ có ai cùng sống với Ngài thì mới bắt được ngài. Nếu như ngài là thần thì bạn phải là thần. Nếu như ngài là thần thì bạn phải là thần thì mới có thể bắt được ngài. Bạn đã bao giờ cho khỉ sử dụng internet chưa? Có bao giờ nhìn thấy khỉ sử dụng internet chưa? Chưa, bởi vì internet là sản phẩm của đầu não con người, cho nên phải người mới sử dụng được cái sản phẩm của người. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật. Cái tâm thần này, nó không phải là
tinh thần của con người, mà phải lấy tâm thần được tái sinh. Hãy cùng tôi giờ sách Giang đoạn 3. Hallelujah. Nhắc lại với tôi một lần nữa, thở lạy. Nhắc to nào, thở lạy. Con người khác với động vật ở chỗ động vật không đi theo tôn giáo nào hết. Bạn không bao giờ thấy lợn đi theo Tin Lành. Bạn không bao giờ thấy khỉ đi theo đạo Phật hay là bò theo Hồi giáo. Bạn không bao giờ nhìn thấy một con vật nào thờ lại một cục đá để nó hướng với thần. Động vật được tạo ra để bị chọc tiết và giết thịt. Thịt lợn bán bao nhiêu đồng ở ngoài chợ, số cân của nó không tương đương với số cân của tôi và bạn. Bởi vì chúng ta có giá trị khác với lợn, không phải chỉ bởi kg, mà chúng ta khác với lợn ở chỗ cái giá trị của tôi và bạn được thổi bằng hơi của Đức Chúa Trời. Ngài lấy bụi đất nắn lên hình người và hà sinh khí của Ngài vào lỗ mũi. Cho nên nếu là con người thì từ sâu thẳm chúng ta đã có bản năng của sự hướng về thờ lạy. Động vật không thờ lạy ai, con người chắc chắn phải thờ lạy, kể cả vô thần. Cho nên loài người mới thờ lạy chim, thờ lạy côn trùng, thờ lạy thú. Vô thần thì thờ lạy con người. Cái vấn đề là con người bắt buộc phải thờ lạy. Có thể thờ lạy tiền, thờ lạy một ngôi sao ca nhạc của Hàn Quốc. Hàng ngàn những cô gái, thanh niên trẻ, thiếu niên đợi ở sân bay Nội Bài cho ngôi sao Ung Sung Sung xuất hiện. Rồi nó tạt đi sân bay khác khóc cả mấy ngày trời. Một cô khác được chàng bắt tay về quấn rẻ rách tại đây 3 tháng trời. Mẹ hỏi tại sao không rửa tay. Nó nói rằng anh ấy bắt tay con. Thế rồi con giữ cái mùi lâu thành bốc mùi. Thế nên nếu như cứ hâm mộ là bạn sẽ thành hâm, rồi sẽ đến mộ. Con người chắc chắn nó sẽ tìm đối tượng nó thờ lạy. Cái vấn đề thờ lạy ai mới quan trọng. Đức Chúa Trời, Ngài nói chúng ta hãy thờ lạy Ngài. Khi thờ lạy Chúa là điều vô cùng quan trọng. Ai đã một lần nhìn thấy La Bàn, giơ tay tôi xem nào. La Bàn, yeah. La Bàn được phát minh năm 1040. Trung Quốc phát minh đầu tiên, nó là La Bàn thô sơ. Sau đó 1140 thì người Âu Châu đã làm hoàn chỉnh nó và sử dụng cho thủy thủ đi biển. Chắc là Quảng ở đây biết rõ về La Bàn lắm vì đã từng đi đánh cá ở tàu của Hàn Quốc. La Bàn đó, ở đó có kim, kim bằng kim loại. Và kim loại này có chất nhiễm từ, cho nên cái kim này luôn chỉ Bắc và Nam. Họ nhìn vào kim chỉ đó có thể định hướng được cho tàu chạy hay là ở trong rừng. La Bàn có cái kim này luôn luôn tìm vào Bắc và Nam vì nó có tính nhiễm từ. Mọi người hiểu không ạ? Thành ra anh chị em tôi và bạn được Chúa tạo dựng ra và hơi của Ngài thổi vào chúng ta, ở trong chúng ta đã có tính nhiễm từ. Chúng ta sẽ luôn hướng tìm Ngài. Ngài ở đâu? Ngài ở đâu? Và khi con chưa tìm thấy Ngài, con thờ lạy đại ai đó để cho nó giảm bớt cái stress. Bởi vậy cho nên tại Ấn Độ 330 triệu các vị thần. Đó là chuyện mà giải thích được rằng lòng con người muốn thờ lạy Ngài nhưng chưa tìm được. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng cảm ơn Chúa chúng ta đã có Ngài. Không nhầm nữa. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn lên trên này. Vừa rồi bạn đã được đọc Đức Chúa Trời là thần. Nếu ai muốn thờ lạy Ngài, điều đầu tiên quan trọng là phải lấy tâm thần. Tâm thần đó phải được tái sinh. Lời Chúa nói rằng hễ sinh ra bởi xác thịt là xác thịt. Vừa rồi bạn có nhìn thấy hai cậu bé con cùng với đoàn người nhảy ở đây không? Hai thằng mặc quần xanh. Mà mỗi một lần tôi nhìn thấy hai thằng đó, tôi luôn thấy mỗi đứa lấy một vẻ đẹp của tôi để tạo ra cái đẹp của nó. Nó sinh ra từ tôi cho nên nó sẽ giống tôi. Mọi người hiểu không? Sinh ra từ hùng sẽ là hùng nhỏ. Sinh ra từ xác thịt sẽ là xác thịt. Còn ai sinh ra từ linh thánh, từ thần to sẽ là thần nhỏ. Amen anh chị em. Hallelujah. Oh,
tại sao chúng ta không thể vỗ tay cảm ơn ngài được? Bạn ơi, có một điều mà tỷ phú không phước hạnh bằng bạn. Bạn được sinh ra từ ngài, ở trong bạn đã được đặt một cái anten parabol bắt ngài. Trước đây bạn không thể biết được ngài, có nói gì thì nói cũng mù tịt, giống như đặt một cái internet trước mặt khỉ vậy. Nhưng khi mà chúng ta được sinh ra từ Đức Chúa Trời thì bạn ở bên trong đó đã có cái thần đó. Và Chúa nói rằng đấy này, chỉ có lấy cái thần này mới có thể thờ lạy ngài bằng tâm thần và lẽ thật được này. Đức Chúa Trời là thần, Đức Chúa Trời là thần. Ai muốn thờ lạy ngài, ai muốn thờ lạy ngài thật đó thì phải lấy cái thần sinh ra từ thần này mới thờ lạy được. Amen. Amen anh chị em. Anh chị em thử tưởng tượng ông Quảng đi tàu Viễn Dương đánh cá, bỗng nhiên La Bàn nó bị mất một cái kim. Kim La Bàn không còn nữa, Quảng nói rằng không sao, lấy tạm cái tăm của mình xỉa răng để làm La Bàn xin lỗi Quảng, tăm không biết gì hết. Đặt đâu nó nằm y chang như vậy, cái tâm không có tính nhiễm từ. Amen. Amen anh chị em. Dây điện bị đứt, ông Đỗ Mạnh Trung quyết định lấy dây dày để thay cho dây điện. Xin lỗi ông Trung, dây dày của ông không có tính dẫn điện. Bởi vậy cho nên Chúa nói rằng ngài là than. Ai muốn thờ lạy đúng ngài thì bắt buộc đầu tiên phải được tái sinh ra từ ngài. Amen. Amen. Hãy vỗ tay cảm ơn ngài. Hallelujah. Hallelujah. Bởi vậy cho nên làm thế nào để chúng ta là thần, chớ đến làm lạ về điều ta đã nói với ngươi. Các ngươi phải được sinh lại, các ngươi phải được sinh lại. Mỗi một người ngồi tại đây đã hai lần sinh, một lần sinh ra từ bố mẹ mình. Thằng con trai đầu của tôi mới kỷ niệm sinh nhật 11 tuổi của nó, 12 tháng 6 nó sinh ra lần đầu tiên từ cha mẹ nó. Và tôi và bạn sinh ra lần thứ hai từ Chúa. Sinh lại nhá, chứ không phải là đầu thai. Đạo Phật nói rằng đầu thai, nhưng chúng ta, Chúa nói phải sinh lại. Sinh lại khác với đầu thai. Amen anh chị em. Đạo Phật họ nói rằng ai mà sống trong tội lỗi khi còn sống sẽ đầu thai kiếp trâu ngựa, kiếp dòi bò, kiếp ruồi nhặng để mà chịu khổ cho cái tội trả giá cho kiếp trước. Bởi vậy cho nên đạo Phật mới cấm sát sinh. Nếu như ai đó theo đạo Phật mà bạn đập ruồi và đập muỗi là bạn đang phạm tội đấy. Nếu mà muỗi đốt đó bạn nói xin lỗi đi ra chỗ khác ông ơi, có ai đó đang đốt bạn không được quyền đập nó, bởi vì nó sẽ không trả hết cái giá tội của kiếp trước. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu không? Nếu theo đạo Phật bạn không thể cắt tiết gà trống thiên để cúng các cụ được, có thể giết nhầm đấy. Rất là phi lý. Và họ nói rằng Tin Lành Chúa Giêsu cũng nói phải đầu thai. Tôi hỏi chỗ nào họ dở câu này ra. Tôi bảo xin lỗi, đây không phải là đầu thai, đây là sinh lại chứ không phải là đầu thai. Amen. Người nào mà chỉ sinh một lần sẽ chết hai lần, người nào sinh hai lần chỉ chết có một lần. Là như vậy đó. Sinh ra một lần là sinh ra từ bố mẹ, sống trong tội lỗi, sẽ chết một lần tắc thở, rồi sau đó lại bị trả giá cho tội của mình, phải vào hồ lửa nữa. Còn sinh ra hai lần là sinh từ cha mẹ, rồi sau đó lại được sinh lại từ Chúa Giêsu. Bạn chỉ một lần chết, có nghĩa là tắc thở trong thân thể này thôi, sau đó bạn về với Chúa. Amen. Hãy vỗ vai người lân cận và nói rằng sinh hai lần chưa? Hallelujah. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn ngài. Điều thứ hai đó là quay trở lại câu Kinh Thánh 21 Giăng đoạn 4 câu 24, xin lỗi, Giăng đoạn 4 câu 24 nói rằng vì Đức Chúa Trời là thần, hễ ai thờ lạy ngài thật đó, nếu ai thờ lạy ngài thật, có loại thờ lạy giả, có loại thờ lạy thật. Đô la chỉ có một loại thật, còn đô la giả có nhiều loại giả khác nhau. Bởi vậy cho nên bạn không thể nghiên cứu những đô la giả để bạn tránh giả được. Bạn đừng mất thời gian, giả nó có hàng vạn loại giả khác nhau, đến bao giờ mới học hết được giả. Cứ học thật đi, thật chỉ có một thôi, sờ mò nhìn ngắm vuốt hôn ngửi miên là làm sao. Bạn dùng vài chục năm để nghiên cứu đúng cái thật đó. Khi bạn biết nó là thật rồi, cứ cái nào hao hao giống thật thì nó là giả. Amen. Có nhiều người cứ đi nghiên cứu về tà giáo để phát hiện nó là tà giáo. Bạn ơi, không cần, không cần. Chỉ cần học thật là biết tà.
Amen. Thật chỉ có một. Bởi vậy cho nên Đức Chúa Trời là thần. Hễ ai thờ lạy Ngài thật thì phải lấy tâm thần. Điều đầu tiên tôi đã giải thích là tâm thần được tái sinh, sinh ra từ Ngài. Không sinh ra từ Ngài có nghĩa là không tin Giê-xu chết thay tội cho mình và miệng không xưng ra Giê-xu là Chúa thì người đó mãi mãi không được tái sinh. Amen. 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 Hallelujah. Điều thứ hai, lẽ thật. Anh nhắc lại cùng tôi từ lẽ thật. Điều kiện cần đó là phải được tái sinh. Điều kiện đủ phải thờ lại bằng lẽ thật. Lẽ thật ở đây nó không phải là chân lý, mà lẽ thật ở đây là sự chân thật của bên trong lòng của mình. Hãy cùng tôi giờ sách Khải Huyền 21 câu 8. Lẽ thật ở đây nó không phải là chân lý lời Chúa, mà nó là sự chân thật bề trong của mình. Lời Chúa nói rằng còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Đây là câu trả lời mà tôi đã vừa nói. Ai sinh ra một lần phải chết hai lần. Ai sinh ra hai lần chỉ chết có một lần thôi. Lần thứ hai, những kẻ phạm tội này phải rơi xuống hồ lửa đời đời. Đó là sự chết thứ hai. Ở trong đó có một từ phàm kẻ nào nói dối. Kẻ nào nói dối là kẻ không thể thờ lạy bằng tâm thần và lẽ thật được. Bạn có thể được tái sinh mà vẫn nói dối. Bạn ơi, người ta có thể biết được, nhưng mà Chúa biết được rõ. Người ta không thể biết được những sự nói dối đó, nhưng Chúa biết. Vừa rồi ở trong Facebook của tôi có một cô ở Việt Nam nói rằng: Mục sư ơi, con ước mơ được làm diễn viên, nhưng mà bây giờ đó khó quá mục sư ạ. Tôi nói rằng tại sao con lại muốn trở thành diễn viên? Nó nói rằng con muốn trở thành nổi tiếng. Tôi nói rằng con ơi, làm diễn viên khổ lắm con ạ. Xin lỗi nhớ không chính xác, có thể mục sư nói nhầm. Con viết cái câu gì đó phía dưới chứ không phải là con muốn trở thành nổi tiếng. Xin lỗi. Và tôi nói rằng con ơi, làm diễn viên khổ lắm con ạ. Và tôi giải thích tiếp theo là: con ơi, người diễn viên dường như cả cuộc đời của mình toàn phải sống với cuộc sống của người khác. Nó phải nhập vai, nó phải cười theo diễn viên cười, nó phải làm cho người xem cười vì nó là thằng hề. Còn bên trong sống lại bất hạnh kiểu khác. Bởi vậy diễn viên người ta hay ly dị nhau nhiều lắm, bởi vì họ không biết mình là ai, phải đóng nhiều vai cho nên bây giờ bị mù lòa không biết mình là ai nữa. Kẻ nói dối. Bạn nói rằng ôi như vậy mục sư nói với tôi rằng là tôi không thể trở thành diễn viên được. Không, tôi không nói về bạn. Nếu Chúa kêu gọi bạn làm diễn viên, hãy cứ làm diễn viên. Câu Khải Huyền 22. Lời Chúa nói tiếp: những loài chó, chó đây là những tiên tri giả, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Sự chân thật bề trong rất là quan trọng. Amen. Bạn thờ lạy Chúa bằng tâm linh tái sinh của bạn, nhưng phải bằng sự chân thật bề trong nữa. Bạn ơi, có thể chân lý lời Chúa bạn chưa biết hết được, bạn thậm chí chỉ chập chững thôi, nhưng Chúa thích cái bề trong của bạn, thích cái sự chân thật bề trong của bạn. Amen. Amen. David trong Thi Thiên 51 có nói như sau. David trong Thi Thiên 51. David là người được gọi là đẹp lòng Đức Chúa Trời, bởi vì ông thờ phượng Ngài chân thật. Saul là vị vua trước đó cai trị Israel. Khi Saul lên cai trị Israel đã mất hòm bảng chứng. Hòm bảng chứng là nơi Đức Chúa Trời ngự xuống, là nơi Ngài trò chuyện và phán dạy. Nhưng Saul lên nắm quyền làm vua không cần hòm bảng chứng. Ông ta đã hướng dẫn dân Do Thái đi theo cái gì trong đầu của ông ta mà không bởi Đức Chúa Trời. Nhưng khi David lên làm vua, lập tức David đã rước hòm bảng chứng trở về Jerusalem. Và ông làm một cái trại tạm cho hòm đó mà không có ba phần nhá. Không có hành lang, không có cửa, cũng không có nơi chí thánh. Ông đặt trong cái lều hay là trại tạm đó
mà sau này kể cả con trai của ông làm ra đền thờ Solomon bằng vàng mà Chúa vẫn nhớ tới trại tạm của David, bởi vì ở nơi đó là mẫu của tân ước bây giờ. Nơi đó các thánh tế lễ vào mà không hề bị chết. Còn đền tạm của Môi-se của Solomon, một năm chỉ có một lần thầy tế lễ thượng phẩm vào thôi, mà nếu phạm tội là chết ngay. Còn riêng đền tạm của David không có bức màn nào hết để ngăn các thầy tế lễ đi ra đi vào trước hòm đó. Nhưng mà hãy nhớ một điều này, họ ra vào và không bị chết bởi vì họ ca ngợi tôn vinh thờ lạy Đức Chúa Trời. Cho nên chính David nói rằng hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài, bạn mà câm miệng đến trước mặt Chúa, tội của bạn có thể bị đập chết rồi. Nhưng họ đã tôn vinh nhảy múa trước mặt Đức Chúa Trời, và Chúa nói rằng đây là cái phương thức thờ phượng ta thật đây này. Amen. Và vì ông là con người như vậy, ông nói trong Thi Thiên như sau. Hãy nhìn kỹ này. Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Này, Chúa muốn sự chân thật nơi bể trong. Hãy nhắc lại cùng tôi từ chân thật nơi bể trong. Ồ, chân thật nơi bể trong. Như vậy có một loại chân thật bề ngoài, có loại chân thật bề trong, có loại chân thật bề ngoài, có loại chân thật bề trong. Và hãy cùng nhau xin sự khôn ngoan của Chúa bắt đầu từ lòng của mình trước, không xét đoán người khác. Mọi người hiểu không? Mời ông Cảnh lên phía trên này được không? Đứng phía dưới này. Một lần nào đó tôi bắt tay ông Cảnh nói: xin Chúa ban phước cho ông được giàu có. Dạ, câu nói đúng đấy. Nhưng mà trong lòng tôi đang muốn công bố cho mọi người này: ông này nghèo lắm. Ông này là dân khố rách áo ôm. Mọi người hiểu không ạ? Dạ, mời ông đi ngồi. Mời Trưởng Lão Vương lên phía trên này. Lần nào đó tôi gặp Chủ Lão Vượng nói: Hallelujah, anh chị em ơi, hãy cầu nguyện cho Chủ Lão Vượng để linh tà dâm không xâm nhập vào gia đình của trưởng lão. Mọi người hiểu không? Nói như vậy tưởng là đứng ra cùng với trưởng lão đấy, nhưng mà đằng sau của nó, sự chân thật bề ngoài đó không giấu được cái bề trong đểu giả, là nói rằng ông này đang phạm tội tà dâm. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu không ạ? Và Chúa là đấng nói rằng Ngài nhìn thấy sự chân thật bề trong. Và lời Chúa nói rằng không phải là Ngài không, Ngài không nói rằng ta không biết sự chân thật bề trong, mà Ngài nói rằng này, Chúa muốn. Không phải là Chúa nói rằng biết nhá hay là không biết, mà Ngài muốn. Có nghĩa là Ngài muốn từ bạn đấy. Ngài muốn từ bạn khởi sự trước. Có nhiều khi tôi buồn không hiểu vì đâu tôi buồn. Có nhiều khi tôi buồn không hiểu vì đâu tôi buồn. Có nghĩa là bạn đang sở hữu, làm chủ một cái tòa lâu đài là lòng của bạn. Hãy lắng nghe này, hãy lắng nghe thật chăm chú này. Bạn cũng xem chương trình này, hãy lắng nghe thật chăm chú điều tôi nói và tôi đang thực hiện. Ở trong lòng của tôi và bạn, sau khi được tái sinh, ở trong lòng của tôi và bạn có vô số những căn phòng mà lâu lắm rồi mạng nhện đang mọc ở bên ngoài. Bạn còn thậm chí không biết bên trong lòng của bạn có những căn hầm gì. Ở đó chuột rán, ở đó bò, ở đó sâu mối nhiều lắm. Thế ra mỗi một lần nó đục khoét bên trong của bạn, bạn lại đau đớn, bạn lại làm điều gì đó bạn không hiểu nổi. Thế ra bạn cầm chùm chìa khóa, nhưng mà bạn lại không biết hết lòng của bạn. Cho nên ngày hôm nay Chúa nói với bạn và với tôi rằng Ngài muốn chúng ta mời Ngài đi du lịch khu bảo tàng tấm lòng của Trần Mạnh Hùng. Hallelujah. Và nói rằng Chúa Thánh Linh ơi, Ngài đang ở trong con, nhưng mà sự thật nói với Chúa rằng con mới chỉ mời là Chúa làm Chúa phòng khách thôi. Chứ toilet vẫn chưa mời Chúa làm phòng khách, làm Chúa. Nhà bếp con vẫn tham ăn, vẫn chưa mời Chúa làm Chúa. Phòng ngủ của con với vợ vẫn chưa mời Chúa làm Chúa. Cái ví tiền của con, Chúa vẫn chưa làm Chúa. Mọi người hiểu không? Thế ra bắt đầu từ ngày hôm nay, thực sự mà nói Chúa ơi, hàng nghìn phòng ở trong cái nhà này của con này, con chưa biết hết. Chúa Thánh Linh ơi, hãy bước vào giúp con. Con cầm chùm chìa khóa, Ngài dắt tay con đi dạo từng căn phòng một. Ngài sẽ chỉ và dán giấy ở ngoài cho con nhìn thấy căn phòng kiêu ngạo này Hùng. Con sẽ mở căn phòng đó vì chìa khóa là mình cầm. Chúa là người dẫn dắt và biết rõ. Ngài muốn chứ không phải Ngài không biết. Ngài biết rất là rõ. Nhưng Ngài là một người rất là ga lăng. Ngài rất là ga lăng. Cho tới khi bạn mời Ngài và xin Ngài giúp,
thì Ngài mới giúp, bởi vì lời của Chúa nói rằng Đức Chúa Trời cảm động lòng chúng ta để chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Và bắt đầu Chúa bắt đầu du lịch viện bảo tàng mang tên của bạn là sự chân thật nơi bề trong. Mỗi một lần Chúa dẫn đến một căn phòng, bạn mở khóa, Chúa dẫn bạn vào, hãy lắng nghe này. Nếu bạn nói rằng Chúa ơi, hãy dẫn con tới căn phòng nhịn nhục, bạn về nhà chồng bạn chửi té tát luôn. Bạn nói rằng Chúa ơi, con vừa cầu nguyện xin Chúa nhịn nhục mà bây giờ tại sao chồng con lại thế? Chúa nói rằng thế mới cần nhịn nhục. Bạn nói rằng Chúa ơi, con không thể sống tha thứ được, hãy cho con sự tha thứ. Bạn đi dọc đường thấy một bà chèn ngay chỗ ngồi của bạn, hãy đít một cái bạn rơi xuống. Bạn nói Chúa ơi, tại sao vừa mới xin mà lại chuyện như này? Vì ngươi nói với ta rằng hãy cho con sự tha thứ. Thành ra những điều đó để giúp cho ngươi mạnh hơn trong sự tha thứ. Amen. Là chúng ta hãy sẵn sàng bước vào lớp học đào tạo đó. Amen. Và mỗi một căn phòng đó sẽ mở toang ra, mở toang ra. Ngài chiếm, Ngài bước vào. Khi bạn mở xong rồi, bạn nói rằng mời Chúa Thánh Linh bước vào căn phòng kiêu ngạo, mời Chúa Thánh Linh bước vào căn phòng ích kỷ. Chúa vào, Ngài sẽ dọn rác, Ngài sẽ dọn rác. Amen. Tối chiều ngày hôm qua, tôi, vợ tôi và Trang đã dọn lại khe lờ. Khe lờ có nghĩa là kho ở dưới tầng gầm, để cho người mà không biết tiếng Đức họ hiểu được. Và bạn biết điều gì xảy ra không? Khi dọn một hồi, vợ tôi nói cái này vứt này, cái này vứt này, cái này vứt này, cái này đồ cũ này. Chúng tôi phát hiện ra tại sao cái kho nhà mình ở dưới khe lờ lại chất như vậy, bởi vì quá nhiều đồ cũ và rác. Bởi vậy cho nên sắp tới Chúa sẽ giúp bạn dọn khe lờ thuộc linh. Amen. Amen. Và sẵn sàng đồng ý với Ngài, nói con sẵn sàng vứt, con sẵn sàng vứt, con sẵn sàng vứt, con sẵn sàng vứt. Phải vứt thì mới đủ chỗ cho cái mới. Phải vứt thì mới đủ chỗ cho cái mới. Amen. Cái đó gọi là Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong. Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Amen. Bên trong của bạn có rất nhiều đồ quý giá, nhưng bạn không thể lấy ra để sử dụng được lúc cần, bởi vì nó bị tắc nghẽn qua nhiều quá đồ thừa. Ai đã có computer giơ tay tôi xem nào. Bạn đã lần nào thấy computer của bạn chạy chậm chưa? Câu trả lời, vì rác quá nhiều và cần phải có một chương trình dọn rác. Và khi dọn rác xong, computer lại chạy nhanh như thường. Amen. Hãy vỗ tay cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúa là chuyên gia computer cuộc đời của bạn. Tiếp theo, câu số 7. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Đây là câu trả lời khi bạn phạm tội. Sự chân thật bên trong của bạn cần huyết Chúa Giêsu. Khi vua hàm nghi chạy khỏi giặc đến trước sông, ông dừng lại, đoàn tôi tớ cũng dừng lại, ông nói rằng tay bẩn lấy gì rửa? Trả lời, lấy nước rửa. Ông hỏi tiếp câu hỏi tiếp theo, nước bẩn lấy gì rửa? Môn đệ của ông nói, lấy máu. Nước đây là quốc gia bị bẩn vậy. Bạn ơi, nếu bạn đặt câu hỏi với tôi, tay bẩn lấy shampoo rửa, đầu có gầu lấy shampoo gọi, nước bẩn thì cần có nhiều loại để tẩy, nhưng nếu như linh hồn của bạn bị bẩn thì chỉ có huyết của Chúa Giêsu mới có thể tẩy sạch được để chúng ta trắng hơn tuyết. Huyết Chúa Giêsu làm cho chân thật bề trong. Câu kinh thánh cuối cùng để chúng ta cầu nguyện trước khi vào dự tiệc thánh. Khi chúng ta thờ lạy Đức Chúa Trời bằng tâm thần tái sinh với sự chân thành bề trong, và Chúa là đấng rất là yêu những con người thờ lạy đó. Châm ngôn đoạn 8, và những kẻ được Ngài ưa thích thì điều gì sẽ xảy ra? Hãy nhìn này. Ta yêu mến những người yêu mến ta. Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta. Sự giàu có, sự tôn trọng, của cải bền lâu và sự công bình đều ở nơi ta. Bông trái ta tốt hơn vàng, đến nỗi hơn vàng ròng. Hoa lợi của ta quý hơn bạc cao. Ta đi trong con đường công bình, giữa các lối ngay thẳng. Tiếp theo, đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật, và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ. Hallelujah. Khi bạn thờ lạy Chúa bằng tâm thần tái sinh của bạn
và sự chân thật đầy trong của bạn, không một sự giả dối. Thà là ngây ngô trong sự thờ phượng còn hơn là thờ phượng chuyên nghiệp mà trong lòng giấu sự gian tà. David đơn sơ như trẻ con thờ lạy Đức Chúa Trời, cởi hết hoàng bào của mình, cởi hết áo của vị vua ra, mặc áo thô, nhảy múa giống như con đòi trước mặt Đức Chúa Trời vậy. Bên trong con người chúng ta rất là quan trọng đối với Chúa, và khi thờ lạy bằng tâm thần và sự chân thành đó, Chúa thật là yêu con người đó và tìm kiếm. Vì khi Ngài đã yêu rồi thì sự giàu có, sự tôn trọng, của cải bền lâu, sự công bình, niềm vui, sự quyền cao chức trọng, sự tôn trọng trong xã hội, tất kể cả sống lâu nữa sẽ thuộc về những con người đó. Amen. Mời chúng ta cùng nhau đứng dậy nào. Hãy nói với người lân cận rằng hãy hiểu về sự thờ lạy thật. Vì Đức Chúa Trời là thần, cho nên ai thờ lạy Ngài phải có anten thuộc linh, đó là sự tâm thần được tái sinh, hay là sinh ra từ Thánh Linh là linh, lấy linh đó để thờ lạy Ngài. Điều thứ hai, vì Đức Chúa Trời là thần, cho nên ngoài anten thuộc linh ra, bạn cần phải có tivi tốt mới bắt được cái sóng đó. Tivi tốt đó, đó là sự chân thật bề trong của bạn, không phải giả hình bên ngoài mà cần từ bên trong. Bạn đừng sợ làm những việc tốt ra bên ngoài và sợ người ta nghĩ rằng đồ giả tạo ở bên trong mà làm điều tốt bên ngoài. Không, kẻ giả tạo đôi khi làm những việc tốt, nhưng người tốt luôn luôn làm việc tốt. Bạn đừng sợ người ta nói gì, cái quan trọng trước mặt Đức Chúa Trời đừng sống giả hình. Amen. Ngay cả khi bạn đứng trước đám đông, ngay cả khi bạn giảng dạy, ngay cả khi bạn hướng dẫn cầu nguyện, ngay cả khi bạn hát trong ban tôn vinh, đừng giả hình. Ở nhà như thế nào, đối diện với vợ và chồng con của mình ra làm sao, thì đứng trước đám đông như vậy. Làm diễn viên khổ lắm, không biết mình là ai nữa, bởi vì đóng quá nhiều vai rồi. Cha ơi, Chúa con cảm ơn Ngài vì ngày hôm nay. Xin anh chị em hãy nhắc theo lời cầu nguyện của tôi nè. Kính lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay con cảm ơn Ngài. Ngài đã chết thay tội cho con và Ngài đã sống lại. Chúa Giêsu ơi, Ngài là Chúa đời sống con, Ngài là chủ đời sống con. Mọi căn phòng, mọi những phòng kín ở trong lòng con mời Ngài bước vào, dọn dẹp nó, làm Chúa, làm chủ trong những tính cách đó. Con cảm ơn Chúa, ngày hôm nay Ngài là Chúa của con. Cảm ơn Ngài, hãy giúp con Thánh Linh ơi biết thờ lạy Ngài bằng tâm thần và bằng sự chân thật. Con cảm ơn Chúa, con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hãy vỗ tay cảm ơn Ngài. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.